Hi, xin chào các bạn. Kỳ trước mình đã hướng dẫn cho các bạn bài Call Me Baby và lần này sẽ là ca khúc I Need You của nhóm BTS. Thì cũng giống như Call Me Baby, ca khúc I Need You phần đầu không có thể hiện vũ đạo nhiều, cho nên là mình sẽ chỉ dạy đoạn điệp khúc thôi, vì mình cảm thấy là đoạn điệp khúc là đoạn khó nhất trong bài. Hy vọng là các bạn sẽ hoàn thành được bài này nha. 5, 6, 7, 8. I need you. Go. Mình đặt hai phần tay vào. Phần đầu mình nó đánh xuống nha. Hắt. Sau đó mình bước chân bên trái ra ngoài. Đánh vai lên và bên trái, chân trái và vai trái. 1, 2, 3, 4, phần chân để qua. Phần tay các bạn đánh vào lưng. Chúng ta lặp lại nha. I need you girl. Về vai, vai, tay, tay. Sau đó các bạn dùng tay trái vòng qua đầu. 1, 3, bụp, bụp. Phần đầu các bạn nghiêng về bên tay trái. 1, 3, 2. Đá chân lên. Đi hông hai cái. 1, 2. Xoay qua. Gơ. Gơ. Và chúng ta đọc lại nguyên động tác với ngược lại. Ngược vai bên lúc đầu chúng ta là bên bên trái, bây giờ chúng ta là bên bên phải. Hắt. Vai, vai, tay cứ đẩy đánh vào phần ngực qua đầu. Rồi chúng ta lặp lại nguyên khung luôn nha. Bung bung thắt thắt thắt. Một lần nữa, vai phải, vai trái, tay vào ngực, xoay đầu đặt, đá chân. Tăng bùng hơi qua hấp 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 tay xuống
1, 2, 3, 4 lại chạy lên bằng các bạn. Sau đó các bạn đi tiếp 1, 2, 2, 1, 2, 3. Phần tay bên phải các bạn làm 2 lần, 1, 2, 3. Đá chân và nhìn qua chờ tắt tắt các bạn mới chạy. Tà 1, tà 2, 3. Phần chân tà 1, tà 2, 3. 2 đi, 1, 2, 3. Và các bạn đá chân phải, chân trái để ngồi xuống. Tắt tắt bụng. Chúng ta lại tắt nó nha. 1, 2, 3. Tắt tắt bụng. Còn mày khác rồi nha. 1, 2, 3, tắt bụng. Ra. Xong ca khúc I Need You rồi nha. Hy vọng là các bạn sẽ tập được bài này một cách chính xác nhất. Và nếu các bạn có up lên YouTube thì hãy send cho Bin xem nha. Và đừng quên nhấn like và subscribe để xem những video mới nhất của Bin cũng như là nhóm Heaven Dentin nha. Bye, hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Yeah, I get a seat of fire.